Cứ tiếng gà gái anh em cái nhà, chào cả nhà nha cả nhà. Là mình đi quay lại cái phong cảnh cái của cái vườn mình nữa cả nhà. Này ở nhà mình cả nhà, giờ mình không có dám đi xa quay nữa cả nhà. Ăn chuối không cả nhà? Là mộ cái nhà mộ này của cha mẹ mình, cha mình với mẹ mình. Hỏi tới cả nhà. Thấy không cả nhà? Đá nguyên đùm, nóng lạnh luôn nè cả nhà. Mỏi này nó cứng lắm. Thì chín giờ ăn mới được cả nhà. Như thế này bự gì đúng cả nhà, mà nó phải chín rồi ăn mới được. Bẻ thử à. Cả nhà ăn với mình nha. Anh chát quá cả nhà. Rồi rắc của anh chấm mà. Ta dịch ngồi đó nuôi đó nha. Giờ mình hết clip mình quay à, giờ đi quay vườn nhà, còn vườn mình có mà, để chút nữa mình quay quay vườn mình cho cả nhà xem. Tại cái vườn mình có cả nhà là để cỏ cho ông anh mình cắt cả nhà, gà con à. Tại đi vô đây mát, một phong cảnh đẹp hơn cả nhà. Đây gào lại hết ganh ganh gấp của đập đây bên kia hai ba chủ á cả nhà, hai chủ cả nhà nên ganh gấp hết như vậy cả nhà. Dừa này của anh của mình cả nhà. Anh chào cánh phép à. Nay về đây nhà bữa bắt ổ ong cái này nè cả nhà. Bữa bắt ổ ong cái măng này nè. Măng này nó không đóng lại nữa cả nhà. Rồi có ông kia nha. Bữa nào đi kiếm ông bắt mình quay cho cả nhà xem ha. Bắt một rồi chứ không, ông một cọp là mình không dám chơi. Ông một cọp với ông người dẻ là không dám chơi đó. Một cặp là ấy rồi là chính cho là hai ba mũi cái xong luôn, nguy hiểm lắm. Giờ còn bây giờ mình có không cả nhà, mình đi quay cho cả nhà mình xem.
chú già tá chà bá cả nhà. Cái chuối này của mình trồng này cả nhà. Tái bộ chán mà. À. Này chú con này cả nhà. Muốn bứng ra tầm cũng được mà tại vì mình không có bứng ra cả nhà để cho nó nhiều con đi mình mới bứng được. Hay bứng là bứng con này cả nhà. Bứng con này ra tầm được. Với mấy cái con này. Con này thì nhỏ quá. Tầm ăn liền là bứng cái dây là được cả nhà. Hồi đó anh bảy mình đó cả nhà. Ông cho ông cây bà lớn. Tầm 2 cây chết thành cây. Mấy gốc này nhật quế cả nhà. Quế của mình. Bên đây cỏ không thấy không cả nhà. Bởi vì mình không có dám ra đây mình quay á cả nhà. Chứ giờ mà tại vì mình không có dám ra đây mình quay thôi. Chứ ra đây mình quay cho cả nhà mình xem cũng được. Mà thấy cỏ quá. Nên mình cũng mới ra đây mình quay. Khu đất của mình nhưng mà này khu này khu đất của mình cả nhà mình. Giờ quên anh nay hết mùi tới cây gì cả nhà. Giờ còn có gì ở đây là có dừa không à. Mà có sao không có tầng ổi đồ này kia mọi người. Giờ không có tái. Mình bỏ bê nó quá giờ nó không có tái luôn cả nhà. Ổi nước vàng này cả nhà. Rồi bỏ bê sâu ăn. Cho ăn gãi tược mấy ngày nay mình không có xuống á cả nhà mình bước vô làm này rồi mình không có xuống giường một cầu này cả nhà mình bước vô làm cái này rồi không có xuống giường được này cỏ cỏ vậy nay đỡ rồi cả nhà anh mình cắt bớt rồi cả nhà anh cắt chỉnh cho bò ăn bớt rồi chứ hổm giữ lên giữ dần lớp. Hổm là dữ dằn lắm chứ đâu phải giờ ấy đâu bây giờ anh tái. Này khu này đất này của mình cái nhà nay mình đi lại quay cái nhà mình xem. Ồ chịu khô rụng quá trời vừa khô bữa bẻ gò mà còn rụng nữa cái nhà thấy cái nhà vừa khô mà. Này vừa khô quá rồi cái mới bẻ đây chắc mới chiều gì ông anh mình cũng bẻ rồi ông anh ba của mình nó cũng bẻ bẻ rồi thì mình ra vườn mình chơi nha cả nhà chứ giờ mình
dịch quá mình nên không dám đi đâu quay cả nhà. Tới giờ khô dính rụng dính đó luôn nha. Hổm mình còn leo leo nên mình không có leo nữa cả nhà. Hổm lúc trước mình tới 10 giờ khô đó cả nhà. Mình leo lên, mình bẻ, mình ván. Ủa, giờ để cho hơn giờ để cho lái ba lại anh bẻ xe lại chở nên mình không có leo nữa. Mình vô đây mình làm cái này rồi mình không có leo bây giờ nè. Kiển cái nhầm tất cả này của hai mình, hai mình đem lên ấy cái nhà. Tới tắc chùa cả nhà, ăn tới tắc chùa giả mạng. Từ khu này cả nhà, khu này chạy về dưới kia của mình nha. Nó từ mấy cái giờ nè chạy về dưới đó của mình. Nè nè đi quay lại cái vườn cái khu nhà ở nhà nha cả nhà, chứ giờ dịch quá. Này thôi thôi mình lên nè, mình lên tới lên vô tới là chỗ này nữa nha, ăn ấm thật là cái chỗ này. Kiển thôi nha, kiển này của anh thứ hai, thứ anh thứ hai của mình, của anh hai. Còn cái này của ở nhà cái anh mình thôi. Mình quay cho cái nhà mình xem. Nhà con cái bữa có tay giờ phải tái nó lạnh luôn cái nhà. Chối nắng rồi nhà. Này mình đây bữa mình đi á nha, à, gà của chú Út mình cái nhà. Này của ông chú mình cái nhà, bữa mình có qua quê đó. Chị xem bài lại với mình nè, chị xem bài lại với mình nè. Ở mình bên đây bên mình hồi hổm mình quay là bên ổng bên bên bố mình nè, bên chốt mình đi qua mình đi quay đó cả nhà. Này nên mình đi quay lại cho cả nhà mình xem.
ngỗng nha. Bên mình giờ cỏ nè cả nhà. Không có cây tái gì mình quay cho cả nhà mình xem hết cả nhà. Có dừa, có dừa không à? Cả nhà. Có dừa xem đỡ dừa cả nhà. Thu gần cái dừa mình lại nha. Còn cái đó tái mới nóng lạnh nữa cả nhà. Thấy cả nhà. Qua đây không trôi nắng nhìn cảnh cây đẹp. Cao cỡ nào không thấy cũng đẹp hết cả nhà. Còn chói nắng người nhìn không được cái gì hết cả nhà. Này mình đi quay phong cảnh vậy nha cả nhà. Giờ mình dịch quá mình đây không có đi đâu xa được cả nhà. Để mình đi ra lộ qua. Để mình đi ra lộ mình quay cái lộ chỗ tới cửa bữa bữa mà đóng chốt đó cả nhà. Giờ như đường mình cũng vắng. Chẳng quê à cả nhà ơi. Lúc trước không có dịch nữa. Xe chạy cũng nhiều lắm. Lúc trước không có dịch. Xe chạy rất là nhiều. Giờ nay dịch kêu quá là căng. Mấy nhỏ nó đánh bài. Hay quá nhà. Mấy cây bới của bà chị mình. Cưng của mình đi đâu nó cũng đi theo vậy nè cả nhà. Mình đi qua dưới kia nó cũng đi theo mình đi qua đây nó cũng đi theo vậy. Bụi tay. Bụi của chị tám mình hả cả nhà. Nhà chị nhà bố mình ngồi ngồi là chim ngay chỗ này nha. Bữa mình ngồi là chim đó cả nhà. Buổi tái nó lạnh gì bơi à, tái nhỏ quá tái nhỏ chứ nó không bự cái nhà. Đây nha. Tắt một cái nha. Giờ mình nay dịch quá mình không giờ không quay được đâu cả nha. Lưỡi hổ nè cả nhà. Thấy không nha. Hôm cho mình giờ có lâu lâu có chiếc xe chạy rồi. Hổ cả nhà.
Chị mình cũng mua bán nữa cái nhà bà nhiêu, mình không ít ra đây lắm. Bữa chúng chốt chỗ này cái nhà giờ lộ vắng gì như gì cái nhà. Đó, cái nhà vừa vừa con tới đợt bẻ cả nhà, bữa anh ba anh không dám là anh hỏi anh được rồi thì anh không dám lên được nên mình không có quay cả nhà, quay anh bẻ đó cả nhà. Bây giờ quay với anh bẻ mình đúng hai cái nhà nên giờ anh bẻ xong cả nhà, anh bẻ xong cái anh gom cả nhà, anh gom lại cái lái chở. Còn giờ dù con em mình cả nhà, con công chú rửa mấy cái bếp mình quay ở trong đây nè cả nhà. Vừa khô cái nhà vừa bàn tay cái khô vừa mới vẽ cái nhà. Bò nha, xem đã bò cái nha. Để mình tới chỗ này thấy thấy rõ hơn cái nhà. Giờ cô là tới tháng là bẻ nhiêu gì nữa cái nha. À. Nè, còn em nó mua bò không bò rồi nha, có bán luôn. À, bò nãy là nó để chữ bán luôn này cả nhà. À, bò nãy mình quay đó cả nhà. Được, vừa quay luôn. Tao hả? Ơ khoan 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 cho qua cái. À, việc tàu dù khô. Mình xin kết thúc tại đây cả nhà. Cả nhà có xem vui vẻ nha cả nhà, có gì bây giờ dịch quá mình không đi xa được cả nhà, cứ mình quay vòng vòng nhà vậy, lâu mình quay có gì mà ẩm thực nha cả nhà. Rồi bye cả nhà, hẹn ở nhà video mới nha cả nhà.